Hà Nội thêm 1.253 F0, trong đó có 445 ca cộng đồng. Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 1.253 ca bệnh, 445 ca cộng đồng, 808 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 224 xã phường thị trấn, thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 116, Nam Từ Liêm 95, Long Biên 93, Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ 29 tháng 4 năm 2021, 1.534.196 ca. Về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi, Hà Nội tổ chức một hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng. Với số lượng học sinh như vậy, cần phải tổ chức thực khoa học có sự điều tiết của hệ thống để thực hiện tiêm chủng cho trẻ em sớm nhất và tốt nhất. Đặc biệt trong quá trình tiêm chủng, chúng tôi quan tâm đến các đối tượng như là trẻ em mắc bệnh bẩm sinh, trẻ suy dinh dưỡng hay trẻ có tiền sử dị ứng, thực hiện khám sàng lọc thật kỹ. Bên cạnh đó có những phương án xử trí trong quá trình tiêm chủng với những trẻ có bệnh lý nền hoặc dị ứng, chúng tôi sẽ tiêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn nhất cho các cháu. Vì vậy chúng tôi cũng mong muốn phụ huynh học sinh đồng thuận đưa con em từ các điểm tiêm chủng để thực hiện tiêm chủng đầy đủ và sớm nhất. Dự kiến đợt tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi diễn ra trong khoảng 10 ngày. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Covid tối trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Kênh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch Covid-19 trên cả nước và trên thế giới. Mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày 17 tháng 4. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 950.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12, Sáng nay 17 tháng 4, quận Hai Bà Trưng đã triển khai tiêm cho học sinh tại một số trường, trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, trung học cơ sở Nguyễn Trãi và trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Sáng nay tại trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, học sinh lớp 6 của trường đã đến tiêm vaccine Moderna. Tại cổng trường đã bố trí bảng sơ đồ phòng tiêm vaccine cho phụ huynh học sinh được biết. Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp 6 từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo sinh nhật, không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna, tiêm với liều lượng là 0,25ml một trẻ. 28 ngày sau, trẻ sẽ được tiêm mũi 2. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Khuê, trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, quận 2 Bà Trưng cho biết, Nhà trường đã bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều từ tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu. Trong hôm nay nhà trường tiêm cho khoảng 500 em học sinh trong toàn quận. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có quyết định số 325 quy đề VSGT-TU về việc phân bổ 921.600 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do chính phủ Australia viện trợ. Vaccine Moderna phân bổ đợt này được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ 11 tuổi lớp 6 với liều lượng 0,25ml mỗi trẻ. Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước khi tiêm, nhân viên y tế thông báo cho các em học sinh được biết loại vaccine được tiêm và hạn sử dụng. Chị Hà Khâm Thiên bày tỏ sự an tâm vì con được tiêm vaccine phòng COVID-19 kịp thời, đảm bảo an toàn khi trở lại trường học trực tiếp. Chị Hà nói, Thời gian qua, tôi nhận thấy hiệu quả của vaccine trong phòng chống COVID-19 nên càng vững tâm. Lúc đầu hơi lo lắng nhưng gia đình cũng đã trần an để bé không lo sợ khi tiêm. Khoảng 9 giờ, một số học sinh đầu tiên đã tiêm xong ngồi khu vực theo dõi sau tiêm, em Vũ Bảo A lớp 6A4 cho biết. Lúc đầu em nghe nói đến tiêm là sợ vì em sợ kim tiêm, nhưng tiêm xong em không thấy đau lắm, các cô bác sĩ cũng tiêm nhẹ nhàng. Tại điểm tiêm, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, học sinh lớp 6 trước khi tiêm cũng được nhân viên y tế khám sàng lọc và đo thân nhiệt. Tại điểm tiêm, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi trong sáng nay tiêm cho 150 học sinh. Học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tiêm vaccine Moderna vào sáng 17 tháng 4. Tiêm vaccine cho trẻ giúp trẻ giảm tối đa nguy cơ mắc COVID-19 và tránh trường hợp bệnh trở nặng.